Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại gian hàng của BMW tại Paris Motor Show 2018 và ngay sau lưng tôi là chiếc BMW 3 Series vừa mới được ra mắt ngày hôm nay xong. Chiếc 3 Series đời mới nhất cực kỳ đẹp và màu xanh blue, màu mà tôi yêu thích nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nội ngoại thất của chiếc xe này có những cái gì. Các bạn hãy cùng xem cùng tôi. Đây chính là chiếc 3 Series của tôi. Theo như cái tên gọi của họ ở đây thì là 3 Series, Series 3 Berlin. Series 3 Berlin này. Đấy. Đẹp chưa? Đẹp quá. Cái đèn LED của nó đẹp quá. Đấy, các bạn nhìn, tôi sẽ cho ánh sáng tối lại một chút. Đó, ở trong nó cũng có những cái viền xanh xanh. Rất đẹp. BMW đời này thiết kế đẹp thật. Đấy là phần đèn nhá. Rồi bây giờ mình nhìn sang bên này đi. Cái phần đầu xe ấy, nó không còn quá vuông trần trặn như trước nữa, mà nó tất cả các thứ nó đều như thế nào nhỉ? Nếu mà nhìn từ đằng trước ấy thì nó sẽ rộng theo chiều ngang. Nó sẽ rộng theo chiều ngang này. Đó. Đằng trước thì nó sẽ rộng theo chiều ngang. Cái bộ đèn LED đẹp thế nhở? Tôi nghĩ rằng nó rất đẹp thì đúng hơn đấy. Cái đèn nó liền lạc với cả cái lưới tản nhiệt. Cái lưới tản nhiệt này nhá, hình quả thận nhá, hay hình cái kính, hình cái gì cũng được, tùy các bạn gọi. Thì nó dài, nó hình chữ nhật dài, chứ nó không tròn tròn như cái X5 mới, nó không cao, nó dẹt. Cái đèn nó liền này. Cái đèn nó liền với cả cái viền lưới tản nhiệt này. Là một cái thiết kế rất mới của châu Âu. Không phải là rất mới mà ngày nay những cái chiếc xe châu Âu đều thiết kế kiểu như này, nó đẹp. Đó, bắt đầu đây. Camera thì bây giờ BMW thì thường gắn ở đây. À, cái này sao lại nó kín kín này, nó không hở nhỉ? Nó hở rất ít nhá. Đó, sao nó không hở nhỉ? Cái này nó kín có nghĩa là tôi nghĩ nó có thể đóng lại được. Đó. Đó. Màu này đẹp quá. Bộ mâm cực kỳ to bà. Anh em nào thích chơi bim mà chơi cái mâm to này mới thích này. Thực ra mâm to này nó chỉ đẹp thôi, chứ còn về độ sướng, độ êm thì phải là mâm nhỏ một chút, lốp dày. Nhưng mà mâm to thì nó đẹp mắt. Tất nhiên nếu mà mua lốp xịn thì sẽ ngon luôn. Các bạn có thể nhìn thấy cái bộ lốp này là bộ lốp Bridgestone Turanza T005. Chính là cái bộ lốp mà tôi đã từng giới thiệu đến các bạn tại Việt Nam. Nhưng mà đây là bộ lốp với cái bộ vành to 20 inch, lốp rất mỏng. Nhưng mà cái công nghệ lốp mới này nó rất là êm. Chúng ta sẽ đi sang bên này một chút. Bên này khá đông. Và tôi sẽ đi ở đây để không vướng mọi người. Rồi, đây. Đây là chỉ nhìn về góc 3/4 của chiếc 3 Series. Ở đây có rất nhiều người Trung Quốc nhá. Anh đang ngồi nói này, Trung Quốc này. Thị trường Trung Quốc bây giờ rất lớn luôn. Nhất thế giới. Chuyến này tôi đi một mình cho nên là quay phim nó sẽ phải tự túc, hơi vất vả một chút, các bạn thông cảm, cho nên hình nó không, sẽ không được nuột cho lắm đâu. Ai nhìn vào cái phanh này, các bạn nhìn vào cái phanh này, chữ M, logo của F Sport màu xanh cùng màu với sơn luôn, đẹp quá, đẹp thật. Xem phần đuôi xe nhé. Đây là phần đuôi xe này, góc 3/4 này. Có mấy anh kia cứ đứng ở gần, không làm gì thì cho người ta làm với chứ nhỉ. Rồi, đây. Đuôi xe đây. Đẹp chưa? Cái ống xả đằng sau ấy, nó là ống xả tròn. Nó mang cái tính thể thao chứ nó không giống như là của Mẹc thường là ống xả vuông hay hình chữ nhật nó ngang. Thực ra thì tôi thích nó hơi có gì đó thang thang hơn. Tròn này cũng được.
nhìn nó hơi giống cái ống khói, nhìn nó hơi đơn giản. Nhưng mà đa phần xe thể thao đều làm ống tròn hết nhá. Thì con này nó đặc trưng thể thao, tôi nghĩ vậy. Cái đèn hậu cũng rất đẹp này. Cái đèn LED hậu, cái đèn LED nó phải LED như thế này nó mới là LED này. Nó dày. Đợt này BMW đèn làm đèn đẹp quá, đẹp hơn cả Audi rồi. Đẹp hơn cả Mercedes rồi, thực sự là như vậy. Cái đèn LED đáng tiền quá. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái cốp ra. À, không mở được. Có thể là mấy anh ở trong kia đang xóa. Rồi tôi sẽ mở cái này ra. Ồ, mấy anh ấy khóa xe luôn. Ồ, mấy bạn này vui tính ghê. Mấy bạn này là thuộc BMW cho nên mấy bạn khóa xe luôn. Bạn ấy không cho nghịch nữa luôn. Đây, nội thất đây. Tóm lại đây là nội thất này. Nhưng mà thôi, việc gì mình phải hèn thế nhỉ? Cho nghịch thì mình đi sang xe trắng đi á. Đây, xe trắng đây. Các bạn thông cảm nhé. Bên kia người ta khóa cửa rồi. Tôi sẽ đi ra đây, vào nội thất xem như thế nào. Rồi, ốp da này. Chỉ này. Những cái nút ở đây đều là nhựa thôi nhé. Nhưng mà nói chung nó cao cấp. Đấy. Nhìn sáng đấy. Loa thì là Harman Kardon. Harman Kardon thôi. Đó, Harman Kardon nhé. Đây là khoang nội thất này. Đây là khoang nội thất này. Cái đồng hồ cũng là cái đồng hồ, cái màn hình. Đó là cái màn hình giống như cái X5, giống như những chiếc xe beam đời mới, rất đẹp. Nhưng mà rất có thể khi mà mang về đến Việt Nam nó sẽ bị cắt cái màn hình đấy đi và nó sẽ thay bằng một cái đồng hồ cơ. Đồng hồ cơ thì nó không xấu, nhưng cái màn hình này nó đẹp hơn nhiều, nó đẹp hơn rất nhiều. Đây là cụm vô lăng này. Giống của VinFast chưa? Giống nhá. VinFast dùng của BMW mà. Chỗ này cũng giống của VinFast này. Anh BMW này hay thật đấy. Kia là cái bảng điều khiển, đông quá thôi, kệ cha người ta. Đi sang bên này đi. Đây là khoang nội thất ở bên trong này. Ôi, đây là cái cửa gió điều hòa này. Nhìn nó hơi nhựa nhựa đấy. Không cũng được. Tất cả những cái cổng USB đời mới ngày nay trên tất cả những xe đời mới nhá, Mercedes các thứ, tôi mới để ý Mercedes rồi BIM thôi, thì nó đều sử dụng USB Type-C. USB Type-C hết rồi, chứ không còn USB đầu to nữa đâu. Đấy, đây này, đổi bể này này. Đấy, hai cổng ở thôi. Chắc chắn cổng này sau này nó sẽ rất phổ biến. Nó nhỏ gọn hơn và nó tốc độ nó nhanh hơn, thông minh hơn gì đó, có lẽ là như vậy. À, nhìn vào bộ mâm đi, đẹp quá. Bộ mâm này là bộ mâm sơn xịn nhá, màu titan. Đẹp chưa? Đó, mâm 19 inch luôn, 5 chấu kép. Tôi luôn thích cái kiểu 5 chấu kép kiểu này. Nhìn nó khỏe, thể thao. Rồi, nhìn từ góc 3/4 đây. Đây là góc 3/4 này. Đúng thật là đèn của BMW bây giờ làm đẹp thật. Đèn hậu, đèn pha hay gì, đèn trước, đèn sau gì đều đẹp hết. Đây là cái khu vực bảng điều khiển này. BMW ngày nay làm cái màn hình dài theo chiều ngang giống của Mercedes, nhưng nó đặt ở trong một cái khung điệu hơn của Mercedes. Mercedes ngày nay thì cứ hai cái màn hình dính vào nhau thành một cái iPad dài vô tận theo chiều ngang đó. Có nên đợi anh này ra để mình ngồi vào không nhỉ? Không biết có nên đợi không. Đây, anh đi rồi, may quá. Em không cố ý đuổi khéo đâu, nhưng mà cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình ngồi vào trong này. Rồi, nội thất của tôi sẽ ngồi lui cái ghế này ra đã để cho các bạn nhìn. Toàn màn hình thôi, rất nhiều màn hình. Bây giờ nó cái xe nào mà màn hình bé trông nó cùi, các bạn có nhận không? Trông nó dởm, trông nó lởm, vân vân và vân vân.
Này, cái chỗ này nó là cái không biết là nhựa hay là nhựa, nhưng mà nó làm cái sần sần này, giống kiểu nhôm nhôm phay này, đẹp quá. Đấy, mở vào gọn gàng không? Đóng này, ấn vào là mở này, tự mở luôn. À, ở đây vẫn là cổng USB to đây này, vẫn cổng to đây này, cổng này không có đèn luôn này, sạc không dây nhá, ở trong sạc không dây. Cái này bằng nhựa, tôi thì tôi thích bằng pha lê hơn. Nhìn cái bản X5 bằng pha lê đẹp gì đâu, đẹp dã man. À, chỗ này đây nhìn cũng khá luôn. À, cảm ứng đây, cảm ứng nhá, iDrive chuẩn chỉ luôn, nhựa hết nhưng mà đẹp lắm, đẹp lắm. Nhưng mà phải nói là thích nhất cái cụm màn hình với cả cái đồng hồ công tơ mét cũng là màn hình luôn. À, vô lăng điều khiển tay nhá, không phải điện. Vô lăng điều khiển tay có nghĩa là chỉnh thủ ra thủ vào bằng cơm chứ không phải bằng điện, chả sao. Tóm lại là thêm tiền thì điện mà bớt tiền thì cơm, thế thôi, lằng ngoằng làm gì. Đó, tiền ít thì không thể đòi hít được rồi. Đây, cái màn hình này chưa. Thực sự là rất ấn tượng với cái màn hình Countermet, đồng hồ Countermet của BMW đời mới. Nó đẹp lắm, nó đẹp lắm. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ đi ra ngoài đi, đi xem lại một vòng xem như thế nào. Phải đóng cửa vào đi. Đóng cửa vào này. Đông quá, ở đây đông quá. Không thể nào mà nhìn được trọn vẹn cái xe cho nó tử tế, nguyên hình vạn trạng. Mặc dù hôm nay là ngày dành cho báo chí rồi đấy nhá, chứ không phải ngày cho người thường ở đâu. Rằng ngày dành cho người thường vào thì đúng thật là có lẽ chúng ta đứng còn không đứng nổi, chứ đừng nói là quay phim chụp hình. Rồi, cảm ơn các bạn, nhớ subscribe và bấm chuông kênh YouTube của Xe Hay nhé. Tôi sẽ làm nhiều video clip nữa về những chiếc xe ở tại triển lãm Paris Motor Show này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.